Rồi chúng ta làm câu 4 chấm 2, câu này được trích trong đề thi học sinh giỏi khối lớp 9 của tỉnh Quảng Nam 2023-2024, đề như sau. Một rượu đa chất tác dụng với natri dương tạo thành muối đa chất có phân tử khối là bằng 106. Câu A, hãy biện luận để xác định công thức cấu tạo của X. Một rượu đa chất tác dụng với natri. Ok, rượu đa chất chúng ta có công thức là gì em ơi? Các bạn hiểu không ạ? Bên dưới thầy chỉ bảng để chúng ta tìm cái rượu này là làm như thế nào nhỉ? Bên dưới chỉ cho bạn rồi, để chúng ta tìm cái rượu này thì chúng ta làm như thế nào? Một rượu đa chất tác dụng với natri dư tạo thành một muối đa chất có phân tử khối là 106. Bạn nào làm được nào? Nghĩa. Làm con này coi. Nghĩa. Con này em làm như thế nào? Một điều đó trước thì chúng ta ghi nó dạng nhẹ em ơi. Không biết luôn hả? Học cái gì mà giờ này không phải sao được trời. Sao nghĩa? Các bạn nào biết nào? Trọng ơi, điều đó chất kỳ như thế nào Trọng? Như thế nào? Có được không? Có được không? N lớn bằng mấy? Được không em ơi? Gì đâu mà mấy đứa không phản xạ được gì hết ta? Đơn chất là một OH mà đa chất là NOH với N lớn bằng 2 là được. Vâng, người ta cho khối lượng mol là bằng 106. Đây. Mình có R cộng 16 cộng 23 bằng bao nhiêu? Mấy đứa tính này mới đó. Ủa em tưởng đa chức là r lớn hơn một thôi chứ không cần lớn hơn hoặc bằng nữa. Cái gì em? Đa chức là n lớn hơn hoặc bằng hay là n lớn hơn một à? Đa chất mà ra đa chất là một OH là đơn chất, hai OH là đa chất, hai chất đó, 2 3 4 5 rồi là đa chất giống như tiếng Anh thôi. Vậy là cái điều kiện là phải là n lớn hơn một thôi chứ. Lớn bằng 2 sẽ lớn bằng 1, 1 nó đơn chất sao? Lớn bằng nó bằng 2 được mà, nhận giá trị nguyên luôn thì sao lớn hơn 1? Cho lớn hơn bằng 2 luôn rồi chứ, cho nó rõ. Hiểu không em? Rồi, 16 cộng 23 bằng bao nhiêu? 39. 39. Từ đây chúng ta sẽ đưa R bằng 106 trừ đi 39 N. Với N bằng 2 thì R bằng bao nhiêu? Sáu mươi bảy. Đâu? 68. Tám. 28 thì nó là C2H4. Với N bằng 3 thì R bằng 11. gặp đi loại. Cái mấy cái câu mà nó cho rất là quen thuộc suy ra luôn luôn. C2H4OH2. Cái chuyện gì không đã? Ngân ký nhiệm Ngân ơi. Để không mà. Em có làm ra được như thế này không? Dạ, về nhà là kỳ công. Dại quá. Cái ngon nhất thì không ăn. Cơm thì thức ăn là vô ăn vô vô quán cơm vậy. Đầu tiên là mình gì? Mình ăn thức ăn trước. Bởi vì thằng đối diện bên mình đó thể chọc mình và mình chỉ cần quay lơ 2 phút là nó gấp hết thức ăn vào chén của nó, dĩa của nó, được chưa? Cái gì ngon ăn trước em ơi, đó là quy tắc của phòng thi luôn á, ngon dễ thì ăn trước thì mới được 10 điểm chứ.
Được chưa? Mày biết cái đề thi thầy thi đại học năm đầu tiên mà thi trắc nghiệm á. Thầy làm thầy đọc 20 câu đầu tiên trong cái đề thi không biết làm câu nào hết. Sau đó mình bị tâm lý rồi. Thì cái đó mình đổi chiến thuật mà làm từ dưới làm lên và làm đúng 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 bắt đầu mình sẽ tăng tốc độ lên, mình cảm thấy hợp lý, sau đó mình quay lại mình làm những câu đầu tiên thấy dễ dàng lắm, bởi vì mình đã hoàn thành được sứ mệnh rồi, hiểu không? Đó chứ. B. Chất gây là muối natri của axit carbo silic đa chất có cùng số nguyên tử carbon với phân tử X. Hãy viết ba phương trình hóa học tương ứng với ba giai đoạn để điều chế chất Y từ X. Thì chúng ta nghe kỹ. Ở đây số C của Y như thế nào? Số C của X. Số C của Y này đúng không? Bằng số C của X đúng không em? Và bằng mấy? Bằng 2. Mà ở đây nó là muối natri của axit carbo silic đa chất. Như vậy Y bây giờ sẽ có dạng là COO, COO đủ 2C này, đa chất NaO hết. Có kiến gì chỗ này không đã? Có kiến gì không? Ok, người yêu cầu chúng ta là viết ba phương trình tương ứng với ba giai đoạn điều chế chất Y từ X. Đây em ơi. Thì đầu tiên chúng ta sẽ biến cái thằng CH2 CH2OH này chúng ta biến nó thành gì? Thành nhóm CHOM. Chúng ta đi tới dùng với COO, nhiệt độ đúng nóng mình đưa ta giảng bảng này rồi. Bản chất nó biến thành CHO, anh có bậc 1 biến thành CHO. Cộng H2O. Cộng CO. Cái gì không đã? Tiếp. Sau có đó thằng CHO này chúng ta sẽ biến thành COOH. Bằng cách chúng ta đi tới dùng oxy. Số tái nhiệt độ. Để biến thành. Còn nếu đúng hơn đó là chúng ta đi tới dùng với brom em nhé. Bên này chúng ta dùng brom nó rõ hơn. Br2 cộng H2O. Cộng HBr. Nó dễ rồi. Sau đó em lấy cái thằng này em đi tới dùng với NaOH hoặc natri đều được. Thông thường người ta sẽ dùng NaOH em nha. Nghe rồi, khó không ạ? Không rồi. Mà sao không làm ta vô lý vậy? Đó, lúc thầy làm ra thì lúc đó là quá muộn rồi. Được chưa? Rồi, các bạn có kiến gì về câu hỏi này hay không? Quý em hỏi giùm Quý à. Dạ không thầy. Rồi, Lê em hỏi giùm Lê à. Dạ hiểu rồi. Rất đơn giản mà, có gì đâu. Chúng ta nhìn một hồi nó ra cơ bản hết. Cái nối giữa COOH với cả hai cái COOH đi cả. Mình biết ở giữa được không thầy? Em nói sao thầy chưa hiểu? Kiểu như là cái COOH đi nhỉ, với cái COOH bên dưới kìa, bên trên bên dưới mình biết ra giữa được không, hay là mình phải biết C với cả C ở đây? Thêm ghi như thế này thì khó nhìn. COH, COH này. Ghi này thì nó khó nhìn em. Ý em là Không như thế này đúng không? phải, ý em là cái C, cái gạch nó ở chỗ C với cả C kìa, bây giờ mình di chuyển cái gạch ra giữa, nó là nó ra giữa rồi. Từ 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 tôi chưa em hiểu em hỏi chất nào đã COOH, gạch COOH đây đúng không? đấy, mình biết mình cái gạch giữa kia mình đẩy ra, để ở giữa đồng thời Đây hả? đấy. Vâng, Sai, học hữu cơ lại bay. Carbon thì nó phải liên kết với carbon, nhưng liên kết với thằng nào nữa? Nếu mà liên kết vô oxy thì nó oxy nó hết điện máy rồi. Chú cha xin tại vì em CO có gì em? em tưởng cái liên cái đấy nó không quan trọng. Nên không quan trọng carbon trong hữu cơ liên kết với carbon như liên kết với thằng nào tào lao vậy, được chưa? Được chưa em? Trong hữu cơ là carbon liên kết với chính nó chứ không liên kết bất kỳ thằng nào hết đó. Còn mấy thằng kia nó liên kết với carbon hay không, nhưng mà carbon thì liên kết với carbon đó điều quan trọng rồi.
Có được chưa? Vâng. Ôi rồi, loại kiến thức cơ bản thế này thì sao mà giải thích được? Hơi khó. Đợi. Ở đây thì chưa cân bằng đúng rồi em nha. Chúng ta nghe kỹ này. Một chó thì cần hai brome. Thế đây là bốn này. Chúng ta coi ở đây bốn oxy thêm hai nước nữa được. Vậy thôi.